lấy đá luôn rồi chuột. Bốn muối bự bự, bốn muối bự bự mới đã. Đã sạch rồi đã chưa đây? Đã sạch ta bán nè. Chín mươi k rồi, đây là loại 90k nha các bạn. Địa chỉ vừa sau Kim Phương Trang là 170 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình nha các bạn. Rồi, khách tới luôn. Này, bà con đang đi làm về. Ở trong này nguyên cái vàng này là sầu riêng lớn nè các bạn. Đó, dài. To là to luôn các bạn, rất là lớn luôn. Cái này chắc 4-5 kg quá. Đây này các bạn. Ây da. Ôi da, một tay lên muốn không nổi luôn các bạn. Đây, loại này là loại 90. Anh quay thôi. Có nhiều bà con thích coi khui lắm. Coi mỗi ngày luôn. Coi con nha. Ok chưa? À. Ok không cô? Ok, cô chốt kèo. Quá đã các bạn. Vâng. Ăn nhiều quá.
cô xem YouTube của mình từ quận 6 chạy qua các bạn. Rồi, cảm ơn cô. Đâu nói vậy được. Thêm một trái nữa. Trái bên nhau luôn. Đi nhau luôn một lọ cơm luôn. Bằng nhau ký luôn, hai trái gần nhau luôn. Tròn luôn. Mà nhắc tới cơm dẻo anh. Không có nhão luôn. Mô luôn. Rồi con muốn ăn ngon rồi cũng khác ngang. Mình đang ăn biết rồi. Để đang biết liền à, chỉ luôn chỗ luôn cho mà phải khác nhau chỗ đó. Hai trái bằng nhau, hỏi em gái giờ chọn hộp nào. Cho chọn hộp đó. Này trên đường Trường Chinh mình nè các bạn. Đó, bà con đang đi làm về. Đốt nha. Vừa ơi. Ờ, ok. Họ đừng quay tôi đưa lên clip nha. Tụi mới ra là chị nã đó anh. Ồ, vậy nữa hả? Thôi ơi. Cái này là anh trai tự chọn luôn nè các bạn. Cao thủ quá khác ha. Nhà tôi rủ mấy trăm sầu riêng không? Ủa vậy hả? Trời ơi, hèn chi. Anh lên, anh cầm cái cây, anh gõ mấy cây. Đi, thì không phải khá cho. Dạ hả? Khá nhiều loại lắm. Cứ một cái gì có. Gõ gõ mấy cái ra cái trái sầu riêng như ý luôn. Một cái thơm nữa không? Dạ. Gái nó chị đó. Ủa vậy à? Gái chị nạ chứ không phải cái kia không sao. Không iPhone đỡ hơn Samsung. 3,2 triệu. iPhone mà có mà kính cường lực thì đỡ hơn. 3,2 triệu. Còn Samsung là đứt nguồn luôn á. Dễ cường lắm. 200 mấy để em nói.
Ờ, tối nay hàng lên tiếp nữa nha các bạn. Rồi, khách luôn. À, hồi nãy em cũng thấy chạy ngang cho bọc lại. Ok không? Ok. Cũng không, không biết chạy đi rồi quay lại. Bữa kêu tí đồ hàng không ngon, tí không ngon. Đang ghen. Đi chợ về xong rồi ăn một muối chưa đã thèm. Hay là để vô hộp mà ngồi ăn tại chỗ luôn chị ơi. Nó mới đã. Về nhà nhiều người quá à. Ngon không? Quá ngon luôn. Ăn một muối chưa đã, ăn tiếp một muối nữa. Trời ơi, chị đi cái này, chị đi chợ về chị bán quá trời đồ luôn nè. À, có bán nước đá nữa nè. Có thằng danh trên mạng á. Dạ. Lấy đá luôn à chuột. Bốn muối bự bự, bốn muối bự bự mới đã. Đã sạch rồi đã chưa đây? Đã sạch ta bán nè. Rồi, cảm ơn chị đẹp. Dễ thương quá. Đấy, lâu lâu tôi nấu thêm muối nữa ba. Ấy nói là đứng lâu lâu cho ba làm thêm muối nữa kìa. Cái lỡ rồi làm thêm muối nữa. Cầm lòng không đậu. Dạ. Chị gái dễ thương, vui vẻ.
Em thấy hồi nãy em có thấy đi ngang. Vậy ông nói trong lòng mình à, rồi cảm ơn chị nhiều nha. Trời, lái nguyên một chiếc xe nhìn rất là đẹp các bạn. Đến mua sầu riêng của tí chuột. Bên này nè các bạn. Đó, một chút xíu sầu riêng lên tới mình sẽ live stream cho các bạn xem nha. Đó, khách tới luôn chuột ơi. Rồi vô trong lựa luôn anh chị ơi. À, chị vô trong đi em trai tư vấn cho. Cây nào trái nấy tươi xanh như bức tranh các bạn, gai rất là nhọn nha. À, tí chuột khui bằng tay không luôn, mình cầm bằng tay lên thôi là đã khó rồi các bạn. Giá nó mềm lắm rồi đó. Chị gái chốt kèo 2 trái 80. Thôi cho lỡ cái đó. Cái nhỏ muốn gì không được cực cho luôn. Nhỏ không dày nè. Cái lớn phải dày một xíu. Cái nhỏ không có. Cái đó muốn nhóc. Rồi trái này 6 học luôn á. Chỉ có gái trái nhỏ là muối nhỏ. Gái kia 8. À kia 8 à. Cơm sữa.
hai trái nhỏ muối nhiều hơn ha. Đầu tuần ba mẹ con đi mua sầu riêng. Rồi, cảm ơn chị. Quá trời muối nó tròn lo tròn tròn do luôn. Này các bạn. Địa chỉ vừa sầu riêng Phương Trang là 170 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình nha các bạn.